Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã phát sanh những công đức như vậy, thì khi ấy từ Đại Thiên Vương trong 3.000 Đại Thiên Thế Giới, vui mừng khôn xiết suy nghĩ như vậy. Hôm nay chúng ta nên đem 4 cái bát để cúng dường vị Bồ Tát này, giống như xưa kia Thiên Vương đã dâng cúng bát cho Đức Phật trước. Lúc đó 3.000 đại thiên thế giới, cõi trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, sung sướng vui mừng suy nghĩ như vậy. Chúng ta hãy cung cấp hầu hạ cúng dường vị Bồ Tát để bè đảng hung ác của A Tố Lạc bị tổn giảm, làm cho quyến thuộc của chư thiên được tăng trưởng lợi ích. Lúc đó 3.000 đại thiên thế giới, trời phạm chúng cho đến trời đại phạm, trời quang cho đến trời cực quang tịnh, trời tịnh cho đến trời biến tịnh, trời quảng cho đến trời quảng quả, trời vô phiền cho đến trời sắc cứu cánh đều vui mừng phấn khởi suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên thỉnh Bồ Tát này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân để làm lợi ích tất cả. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm tăng trưởng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa và các pháp lành khác, thì các thiện nam, thiện nữ nhân, vân vân ở thế giới kia vui mừng khôn xiết suy nghĩ như vậy. Chúng ta xem vị Bồ Tát đó như là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, trí thức, bạn lành của ta. Khi ấy, thế giới trời tứ đại vương chúng cho đến trời